Hello các bạn, hôm nay mình sẽ cho các bạn biết được rằng là mình đã tiêm vaccine như thế nào trong ngày hôm nay nha. Ok, bắt đầu thôi, let's go. Hello, một ngày mới. Bây giờ là 8 giờ sáng ngày Chủ nhật. Ngày Chủ nhật hôm nay thì mình cũng dậy sớm ấy chứ. Bình thường là cả tuần thì thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 thì mình toàn dậy vào lúc 6 giờ sáng là đi học. Mà hôm nay Chủ nhật mình dậy từ 8 giờ, có nghĩa là mình được ngủ 2 tiếng luôn. Thực ra thì bình thường ngày Chủ nhật mình dậy từ lúc 11, 12 giờ cơ. Nhưng mà thôi, hôm nay dậy sớm để có công chuyện mà. Đó, đánh răng và rửa mặt xong thì bây giờ mình sẽ chạy thật nhanh xuống nhà rồi tới công chuyện luôn nha. Nè, tới công chuyện với bánh cuốn. Mình khuyên thật với mọi người nha, là trước khi đi tiêm thì mọi người nên ăn cái gì đó thật là no nha. No, thật là no nha. Rồi xong, chưa đầy 5 phút đã giải quyết xong rồi. Bây giờ mình sẽ leo lên con ngựa sắt thống nhất màu xanh của mình để đi tiêm nha. Bye bye. Thôi thôi, mình nghĩ lại rồi. Tí nữa mình tiêm xong rồi cái tay của mình nó tê tê, nó buốt buốt thì làm sao mà mình lái xe được, đúng không? Không sao, mình sẽ nhờ bà chủ mình chở đi nha. Mọi người hỏi là bà chủ là bà nào? Là bà Hạnh nè. Bà Hạnh là má của thằng quay phim nha. Thằng đó cũng kiêm luôn đạo diễn nè, kiêm luôn quay phim nè, kiêm luôn editor nè, kiêm luôn quản lý nè. Nói chung là kiêm luôn tất cả các loại kiêm. Đi được một đoạn thì lại ngựa vào Vinmark để mua một hộp sữa. Đây là sữa dưa gang nha, bên cạnh sữa chuối đắm đuối. Nhưng mà mình vẫn chọn dưa gang để bảo toàn sức khỏe ạ. Thôi xén xuống qua ra ngoài đi. Bây giờ được mẹ chở đi, xong mình ngồi nghĩ lại là mình nhớ kỷ niệm ngày xưa quá cơ. Cái hồi mình còn học cấp 1, cấp 2, xong rồi toàn được mẹ chở đi. Xong rồi lên cấp 3 thì lại đi một mình, chứ bây giờ nhớ quá cơ. Nè, mọi người có nhận ra đây là đâu không? Đó chính là Yêu Mô Hải Phòng nha. Ngày nào đến trường mình cũng đi qua đây luôn đó. Sướng chưa, sướng chưa, yeah. Có gì vào đấy mua luôn, yeah. Boom, mình đã đến trường của mình rồi đây, đi vào cổng trường thôi. Lúc này là mình đến khá là sớm cho nên là vẫn chưa đông lắm đâu. Bây giờ thì lên lớp của mình thôi. Lớp học của mình là trên tầng 3 cơ, cho nên là mỗi lần leo lên lớp là mỗi lần muốn rụng chân luôn ấy. Ok, mình vào lớp đây. Mình vừa mới đến thì cô mình đã khao cho cả lớp một chùm bánh luôn nè. Úi dồi ôi, quá là bánh luôn. Mà vừa ở nhà mình đã ăn một đống bánh cuốn rồi thì làm sao mà ăn bánh này được nữa, trời ơi. Thôi ngồi đây đợi chờ mòn mỏi để đi xuống tiêm nào. Đó, tự nhiên thấy hai đứa này chăm chỉ, xong rồi thấy mình vô cùng rỗi nghề vãi. Ok, bây giờ là 8 giờ 55 phút. Và phải đến 9 giờ 39 thì bọn mình mới xuống kia để xếp hàng. Nói chung là ngồi trên lớp hơi bị lâu rồi đấy. Thôi kệ, ai bảo đến sớm quá. Ok, một bầy một đoàn 2K4 xuống tiêm đây nha. Bắt đầu lo lắng suy nghĩ vấn đề tiêm ở đấy. Tiêm có đau không? Tiêm có bị làm sao không? Tiêm có chết không? Ok, ra đây ngồi đợi thôi. Đây nè, chỗ này nè, quá là đông luôn. Đã đông chen chúc lại còn nắng nữa. Nói chung là combo cực hình luôn ấy. Mọi người cứ tưởng là bây giờ mình đang xếp hàng đúng không? Nhưng mà không, mình đang chờ để xếp hàng nha. Chờ để xếp hàng luôn nha. Chờ một cái hàng dài này tiêm xong rồi mới đến bọn mình xếp hàng nha. Hello. Ok, nhưng lúc mà ngồi chờ như thế này thì làm gì? Thì quản tù ti thôi chứ làm gì bây giờ. Quản tù ti từ nãy đến giờ vẫn chưa hết luôn nè. Mọi người ơi, vẫn đông luôn. Ok, đợi chờ mòn mỏi 18.000 giờ thì bây giờ mới được xếp hàng đây. Mà vẫn chưa được tiêm đâu, đây chỉ là khám sức khỏe thôi. Đầu tiên là đo nhiệt độ nè, sau đó thì bác sĩ sẽ hỏi mình là có tiền sử sốc gì không? Đi ra bàn thứ nhất. Có đang mắc bệnh gì? Bác sĩ hỏi quá trời hỏi luôn. Sau khi hỏi quá trời hỏi luôn thì bác sĩ sẽ bóp mạch cho mình nha. Rồi xong. Ok, sau khi quê xong, à không, sau khi bóp mạch xong thì bây giờ mình sẽ xếp hàng để tiêm nha. Đây nè, chờ đây nè, một buổi sáng thôi mà chờ đến tận 3 lần luôn. Bây giờ mới là xếp hàng chính thức nè. Bên này là nắng chiếu xuyên qua hàng cây, còn bên này là nắng chiếu xuyên qua hàng chờ. Hợp lý ghê, hợp lý ghê, hợp lý ghê. Sau một thời gian chờ thì mình đã đến rất gần phòng tiêm rồi đây. Ok, gần hơn nữa rồi đây. Mình đã bước vào phòng tiêm rồi đây. Yeah, woo. Ủa sao mình ngồi đây mà nhìn thấy ai cũng mặt nhăn nhó hết vậy ta? Sợ, 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 sợ. Trời ơi, bà tóc à. Không đau đâu, như kiến cắn thôi. Ok, mình vừa mới tiêm xong rồi đây. Đau, thực ra là không đau lắm đâu. Bây giờ mình sẽ vào phòng này để ngồi đợi khoảng 30 phút. Nếu như mà mình có phản ứng gì ấy thì các bác sĩ sẽ sơ cứu cho mình ngay lập tức. Ok, mình đã thấy một vài người đã có phản ứng sau khi tiêm rồi đó mọi người ơi. Điển hình là thằng bạn của mình luôn. Đây nè. Are you ok? Are you ok? An, are you ok? Are you ok? Thằng bé bị vậy đó mọi người. Phản ứng với thuốc mà vẫn là quan yêu đầy ghê. Ok, khoảng 30 phút đã trôi qua rồi thì mình không gặp phản ứng gì cả. Cho nên là mình có thể ra về rồi, yeah. Thằng bạn của mình đã wake up rồi nè mọi người ơi. Yeah.
chờ đánh còn tránh miếng ăn. Ok, như vậy là mình đã nhận được giấy chứng nhận là tiêm vaccine rồi nè. Ok, cảm ơn mọi người đã xem clip của mình nha. Bye bye.